xin chào các bạn cái bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là ẹp một thư viện mà các bạn tự tạo mà các bạn lưu ở ngoài cái folder lbr mà trong thư viện của eagle á hoặc là bạn ẹp một cái thư viện mà bạn tải từ trên mạng về đấy thì bạn thấy nè ngoài những cái thư viện mà ở trong micro nó cung cấp cho mình á bạn ẹt nè à, bạn thấy đây là những cái thư viện mà Eagle nó cung cấp cho mình thì uh, có một số kiểu chân là Eagle nó không có cung cấp hoặc là những kiểu chân mà mình muốn tự tạo riêng cho riêng mình á thì khi mà các bạn tạo xong rồi thì các bạn phải ẹt vào thì các bạn mới sử dụng được thì các bạn muốn ẹt nó vào như thế nào thì các bạn vào library các bạn chọn open library manager Đấy các bạn chọn là available Đấy các bạn tìm đến những cái thư viện mà mình muốn ẹp vào để mình sử dụng Để mình vẽ cái sơ đồ nguyên lý và sơ đồ layout Thì các bạn vào Browse Đấy thì các bạn tìm đến thư viện mà mình uh, tự tạo mà nó không có lưu ở trong LBR các bạn uh, Những cái thư viện mà nằm trong cái folder uh, LBR của cái phần mềm Migo trong DC á Thì nó sẽ tự động load vào cho mình Còn những cái thư viện mình tự tạo ra đó Thì nó sẽ không có tự động load được mà mình phải add nó vào thì thí dụ mình ở đây mình ẹt vào cái thư viện Eagle mà mình đã tự tạo nè đó thì đây đây là những cái thư viện mà mình tự tạo mà nó lưu ở ngoài cái ổ đĩa D của mình thì đây thí dụ như mình muốn là ẹt cái thư viện là IC đi đây thì bạn chọn thư viện IC xong rồi bạn chọn nó cho cái hiện cái làng màu xanh này gì lên xong rồi bạn chọn view thì uh, lúc này á mình mới sử dụng được cái thư viện này ghiu uh, xong rồi các bạn đóng lại các bạn vào chữ ad này các bạn lấy cái thư viện ic mình mới ad vào đó để mình đem ra sử dụng đây cái thư viện ic của mình đây đó đây là thư viện ic mình đã tự tạo ra nè đó ví dụ mình lấy con mà uh, ttp24 ra nha đó đây cái, cái uh, linh kiện mà mình lấy ra là đây thì cái sự khác biệt giữa cái việc mà mình lưu cái thư viện nó nằm ngoài cái thư viện của đó các bạn là các bạn uh, chỉnh sửa trực tiếp từ cái uh, giao diện uh, vẽ cái sơ đồ nguyên lý hoặc là giao diện vẽ layout thì nó không được. Ví dụ nhờ mình bấm chuột phải vào nè, mình muốn chỉnh cái những những cái cái chân hoặc là những cái thông số mà bên cái sơ đồ nguyên lý của con này là không được. Bạn bấm là open symbol là nó báo lỗi nè. Còn cái con mà 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 mình còn cái con bích này á, mình lấy từ cái trong thư viện Odyssey á, thư viện Google thì mình chỉnh rất là dễ dàng bấm chuột phải vào nè các bạn chọn open symbol sẽ ra nó sẽ ra cái, um, cái linh kiện cái thư viện linh kiện bên sơ đồ nguyên lý mà để mình chỉnh sửa đấy là sự khác biệt giữa hai cái 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 thư viện mình lưu ở hai nơi khác nhau ví dụ mình muốn sửa con này thì mình phải làm sao thì các bạn phải bắt buộc phải mở cái thư viện mà của cái con chứa cái con TTB24 này ra nè. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn nha. Library nè, Open Library nè. Đó. Thì bạn tìm đến cái thư viện IC của mình nè, mình bấm chọn nó và nó sẽ hiện ra cái thư viện cho mình mình muốn chọn cái con BTT24 này nè. TTB24 này mình chỉnh sửa nè. Đó các bạn là bấm vào cái symbol nè. Thì symbol là nó biểu thị những cái chân ở bên cái sơ đồ nguyên lý. Đấy ví dụ như bạn muốn chỉnh sửa cái um, kiểu chân gì đó thì bạn chỉnh ví dụ như mình muốn chỉnh để cho các bạn thấy nó thay đổi nha ví dụ mình muốn chỉnh cái thằng này mình thêm cái chỗ này là thêm một số không nữa đi đó thì mình nhớ nha rồi bạn xeo lại nè rồi uh, bạn ra cái uh, giao diện của sơ đồ uh, nguyên lý nha bạn thấy chỗ này là có một số không thôi bây giờ mình muốn làm sao để con này nó thay đổi được với cái việc mà mình đã thay đổi thì các bạn bọn library các bạn update thì bạn tìm đến cái thư viện mà mình đã chỉnh sửa là IC nè, Bấm vào đó thì lúc này nó thay đổi cho mình thấy chưa? bạn thấy sự khác biệt giữa hai cái thư viện mà bạn lưu ở hai nơi khác nhau thì là một cái là bạn chỉnh sửa trực tiếp từ cái giao diện uh, nguyên lý hoặc layout còn uh, cái mà uh, thứ hai là bạn phải chỉnh từ cái thư viện mà bạn lưu ở ngoài cái thư viện uh, uh, của eagle trong dc đấy đây là sự khác biệt giữa cách lưu giữa hai thư viện thì tùy các bạn thì các bạn tự tạo một thư viện rồi các bạn lưu ở trong cái thư viện của Eagle trong DC hoặc là các bạn lưu ở ổ thành một cái thư viện Eagle riêng cho bản thân mình. Thì cái nào cũng được hết và cái cách chỉnh sửa thì mình đã chỉ cho các bạn hai cách như thế.